À, các bạn ạ, hiện nay có rất nhiều bạn đang băn khoăn trăn trở, không biết là mình nên kinh doanh gì, hay là mình kinh doanh online, hay kinh doanh MLM, hay là còn gọi là kinh doanh network marketing. Vậy suy nghĩ của mình là như thế rồi, nhưng không biết là mình sẽ bắt tay với tập đoàn nào trong rất là nhiều các cái tập đoàn MLM, network marketing. Thế mà chị Đỗ xin được giới thiệu với các bạn một cái tập đoàn chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp hàng nhập khẩu của Nga, kinh doanh MLM, kinh doanh network marketing. Vậy khi các bạn kinh doanh với Cyberlit thì các bạn sẽ làm gì và các bạn sẽ được gì ở trong tập đoàn Cyberlit này? Hôm nay Thủy Đỗ xin được giới thiệu với các bạn tìm hiểu và có thể đây là một môi trường rất phù hợp với mình chăng? Xin mời các bạn nhìn lên màn hình để chúng ta cùng nhau chia sẻ về cái cách kinh doanh network marketing của tập đoàn chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp của Cyberonic các bạn nhé. Và trước tiên đi vào cách kinh doanh như thế nào, các bạn hãy nhấn vào nút đăng ký màu đỏ, đăng ký kênh của Thủy Đỗ để chúng ta cùng nhau luôn luôn bàn bạc về mọi kiến thức trong cuộc sống này các bạn nhé. Và bây giờ Thủy Đỗ xin được chia sẻ màn hình để chúng ta cùng nhau tìm hiểu chúng ta làm gì và được gì ở Severonis. Vậy trước tiên các bạn, chúng ta cùng nhau tìm hiểu kinh doanh của Severonis dựa trên ba nền tảng bền vững. Thứ nhất đó là thương hiệu, thứ hai nữa là sản phẩm, thứ ba là mô hình kinh doanh thông minh. Vậy tập đoàn sản xuất sở hữu vùng nguyên liệu riêng, trung tâm nghiên cứu khoa học, ba tổ hợp sản xuất tự phân phối. Đây chính là tập đoàn sản xuất Cyberonic. Thương hiệu quốc tế, tập đoàn luôn luôn đã khoác trên mình một cái thương hiệu quốc tế từ năm 1996 đến nay. Đã là hai mấy năm rồi các bạn, 27 năm rồi đúng không ạ? Vậy tập đoàn chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp ra đời năm 1996, có mặt tại Đức năm 2009, có mặt tại Việt Nam năm 2013, gồm có 23 quốc gia văn phòng đại diện, đặt văn phòng đại diện ở 23 quốc gia, 60 quốc gia văn phòng online. Và đây chính là thương hiệu quốc tế và tập đoàn sản xuất hoàn toàn hợp pháp. Vậy nguyên liệu lấy ở đâu? Nguyên liệu từ vùng thảo dược thiên nhiên tinh khiết nhất hành tinh, có 102 trên thế giới, vùng đất Siberia. Tiêu chuẩn chất lượng được cấp bằng sáng chế kiểm nghiệm lâm sàng trên người, trên chính 100 nhà khoa học tại Cyberonic. Đặt các chứng chỉ quốc tế rất là khắt khe, ISO, GB, HCB và cực kỳ đa dạng, đáp ứng nhu cầu của mọi đối tượng, nhu cầu cao và đặc biệt là chủ yếu là tái tiêu dùng. Ai đã sử dụng một lần chắc chắn sẽ tái tiêu dùng lại lần thứ hai, lần thứ ba và lần thứ N. Hiệu quả được chứng minh nhanh. Đã được chứng minh một cách triệt để, giá cả hợp lý phù hợp với tất cả số đông. Và chúng ta làm gì ở Sevenonis? Chúng ta có ba hành động dẫn tới những thành công lớn, đó là đơn giản, trung thực và chính xác. Thứ nhất là hoàn thành doanh số cá nhân tối thiểu 100 điểm một tháng. Khi chúng ta kinh doanh với Sevenonis, chúng ta chỉ cần mỗi một tháng có số vốn lưu động là 2,5 triệu một tháng. Vậy chỉ có mỗi số vốn là 2,5 triệu một tháng, các bạn có thể làm được không? Vậy chúng ta làm gì? Đó là chúng ta bán hàng, chúng ta tuyển dụng và chúng ta đào tạo. Chúng ta học và hướng dẫn các F1 trong hệ thống của mình. Thứ nhất là chúng ta tìm ra 5 người sẵn sàng kinh doanh trong vòng một tháng. Về một năm, chúng ta chỉ cần tìm ra 5 người sẵn sàng thực hiện ba hành động này giống như bạn. Chúng ta vào, chúng ta bán hàng, chúng ta tuyển dụng, chúng ta đào tạo. Vậy ba hành động này dễ hay là rất dễ?
Các bạn, về kết quả của ba hành động đơn giản này là gì? Tầm nhìn xa tới đâu thì doanh nghiệp của các bạn lớn tới đó. Vậy chúng ta, cách làm chúng ta như thế nào? Đầu tiên, chúng ta chỉ cần 2 triệu rưỡi một tháng. Và 2 triệu rưỡi tương đương với 100 điểm một tháng. Sau đó chúng ta tuyển 5 người. Vậy chỉ cần chúng ta tuyển 5 người thôi. Thì sau đó cái 5 người này sẽ phát triển thành F2 là lên 25 người. Phát triển đến F3 là 125 người. Phát triển đến F4 là 625 người. Và lên F5 là 3.125 người. Và khi chúng ta có 3.125 người thì lúc đó doanh số thu nhập của chúng ta trên một tháng là 7 tỷ 8. Thì lúc đó thu nhập của riêng mình, của riêng chúng, của mỗi chúng ta đó là được 240 triệu một tháng. Thì lúc đó chắc chắn chúng ta sẽ là thủ lĩnh quốc gia. Vậy rõ ràng cái quy mô này phát triển theo cấp số nhân. Và lặp lại quá trình này thêm 2 lần nữa thì chúng ta lên thủ lĩnh quốc tế. Và cái thu nhập này chúng ta nhanh hay chậm thì hoàn toàn phụ thuộc vào tốc độ sao chép hệ thống của mỗi chúng ta. Hoàn toàn vào mỗi chúng ta. Vậy là chúng ta làm gì? Vậy chúng ta được gì ở Severonis? Vậy đây là một cái bánh xe cuộc đời. Chúng ta muốn làm tròn, làm đầy bánh xe cuộc đời của chúng ta. Vậy chúng ta sẽ được rất nhiều ở Severonis. Khi vào Severonis chúng ta sẽ được sức khỏe, chúng làm tròn thêm bánh xe sức khỏe chúng ta. Chúng ta được phát triển bản thân, chúng ta có rất nhiều mối quan hệ tốt đẹp. Chúng ta có tự do tài chính, chúng ta có một cái sự nghiệp trong tay vững vàng. Chúng ta được tự do đi du lịch khắp nơi trên mảnh đất Việt Nam chúng ta, khắp nơi trên thế giới. Chúng ta có rất nhiều mối quan hệ chất lượng tốt đẹp. Chúng ta được rất là nhiều ở Cybernet. Vậy mục tiêu tài chính của chúng ta khi mà vào Cybernet, chúng ta có 3 nguồn thu nhập. Đó là nguồn thu nhập khởi động nhanh, nguồn thu nhập từ hoa hồng, nguồn thu nhập từ các phần thưởng danh hiệu của chúng ta. Vậy các nguồn thu nhập ở khởi động nhanh đó là những nguồn thu nhập nào? Nguồn thu nhập khởi động nhanh K5, nếu chúng ta 4 tháng chúng ta lên được K nhanh, chúng ta 4 tháng chúng ta lên được K5 thì chúng ta sẽ có được một túi quà 4 triệu 2. Nếu chúng ta lên K6 trong vòng 5 tháng chúng ta sẽ được thưởng 15 triệu tiền mặt. Nếu chúng ta khởi động nhanh K7 trong vòng 6 tháng chúng ta được 25 triệu tiền mặt. Chúng ta lên K8 trong vòng 7 tháng chúng ta được 35 triệu tiền mặt. Chúng ta lên thủ lĩnh trong vòng 9 tháng chúng ta được 50 triệu. Chúng ta lên thủ lĩnh cao cấp trong vòng 12 tháng, trong vòng 1 năm chúng ta được 125 triệu. Chúng ta lên thủ lĩnh quốc tế trong vòng 18 tháng chúng ta sẽ được 250 triệu. Đó là khởi động nhanh. Chúng ta sẽ được thu nhập ngay từ khởi động nhanh từ 4 tháng trở lên khi chúng ta vào bắt tay với tập đoàn Cybernetics. Còn tiền hoa hồng đó là gì? Hoa hồng trực tiếp 25% giá trích thuế sản phẩm. Khi chúng ta mua bất kỳ một mặt hàng nào, khi chúng ta là khách hàng thông minh, chúng ta đăng ký với có mã số tại tập đoàn Cybernetics, chúng ta sẽ được 25% giảm 25% trên mỗi mặt hàng. Chúng ta chỉ cần mua một gói trà Tubo thôi, hay bất kỳ một gói trà nào trị giá 200 120 ngàn thì chúng ta sẽ được giảm 25% cho dù một sản phẩm, đó chính là hoa hồng thứ nhất. Hoa hồng hệ thống là thu nhập trung bình trên mỗi một tháng. Khi chúng ta là K2 chúng ta 300 điểm, chúng ta K3 là chúng ta 500 điểm, chúng ta K4 là chúng ta 1.000 điểm, chúng ta K5 là chúng ta 2.500 điểm, chúng ta sẽ được thu nhập hoa hồng đó là 4 từ 4 đến 5 triệu một tháng. Chúng ta K6 5.000 điểm, chúng ta thu nhập 10 triệu một tháng. Chúng ta K7 tư vấn viên cao cấp, chúng ta được 20 triệu một tháng. Chúng ta lên K8 thì chúng ta đã được 40 triệu một tháng, lúc đó chúng ta đã là thủ lĩnh rồi. Chúng ta thủ lĩnh thì chúng ta sẽ được 50 đến 70 triệu một tháng. Thủ lĩnh cao cấp là 100 triệu.
thủ lĩnh quốc gia là 200 triệu, thủ lĩnh vàng quốc gia là 350 triệu, thủ lĩnh kim cương quốc gia là 450 triệu, thủ lĩnh quốc tế là 600 đến 700 triệu, và có thể còn hơn thế nữa. Đó chính là thu nhập hoa hồng của tư vấn viên Cyberonis. Tiền thưởng từ danh hiệu đó là gì? Khi chúng ta là thủ lĩnh thì chúng ta sẽ được chuyến đi du lịch 40 triệu đồng, tiền thưởng cho nhánh chuyên nghiệp là 35 triệu đồng. Khi chúng ta là thủ lĩnh cao cấp thì chúng ta sẽ chuyến đi du lịch 100 triệu đồng, tiền mặt là 230 triệu đồng, tiền thưởng cho nhánh chuyên nghiệp của mình đó là nhánh thủ lĩnh. Thủ lĩnh quốc gia thì chúng ta được thưởng xe mẹ 1 tỷ 555 triệu, tiền thưởng cho các nhánh chuyên nghiệp của chúng ta thủ lĩnh cao cấp. Khi chúng ta là thủ lĩnh vàng quốc gia, chúng ta sẽ lĩnh tiền mặt đó là 1 tỷ 575 triệu. Khi chúng ta là thủ lĩnh kim cương, chúng ta sẽ nhận tiền mặt là 2 tỷ 6. Chúng ta là thủ lĩnh quốc tế thì chúng ta nhận tiền mặt là 8,4 tỷ, hoặc là chúng ta sẽ lấy một biệt thự Hy Lạp. Vậy tổng thưởng không lĩnh thu nhập hàng tháng là gần 20 tỷ đồng. Đó. Vậy đây chính là tiền thưởng danh hiệu của mỗi một người. Khi chúng ta nhận một danh hiệu nào đó thì chúng ta sẽ được thưởng ngay lập tức. Chúng ta sẽ có ba hành động thành công lớn kinh doanh với Seven, đơn giản hay là rất đơn giản? Cực kỳ đơn giản đúng không bạn? Vậy chúng ta bắt đầu ngay bây giờ với ba hành động đơn giản. Thứ nhất là chúng ta ký mã số tư vấn viên và học cách hoàn thành doanh số cá nhân 100 điểm, 200 điểm, 500 điểm mỗi một tháng. Rất đơn giản đúng không bạn? Đầu tiên chúng ta đăng ký mã số và chúng ta đầu tư vốn của mình là 2,5 triệu. Chỉ cần kinh doanh với số vốn là 2,5 triệu, chắc chắn ai như chúng ta cũng làm được. Người nghèo nhất cũng có thể làm được, cũng có thể có 2,5 triệu chúng ta kinh doanh. Đúng không các bạn? Sau đó chúng ta lập danh sách người quen và nhanh chóng tuyển ra 5 người nghiêm túc kinh doanh. Sau đó chỉ ra cho họ ba hành động và tất cả những kết quả này. Thứ ba, chúng ta tham gia vào hệ thống đào tạo để nâng cao năng lực, kiến thức, kỹ năng, tầm nhìn, trí tuệ, đạo đức, nghị lực của mỗi một chúng ta. Bạn lớn đến đâu thì doanh nghiệp của bạn sẽ lớn đến đó. Kinh doanh cực kỳ đơn giản đúng không bạn? Chỉ có 2,5 triệu một tháng thôi. Và các bạn hãy nhanh chóng lái chiếc xe của Cybernet tiến về phía giấc mơ của cuộc đời mình. Chúng ta hãy bắt tay ngay bây giờ. Chúng ta hành động ngay thì chắc chắn kinh doanh với Cybernet cực kỳ đơn giản, trung thực, chính xác. Thủy Đỗ, chúc các bạn bắt tay vào với bất kỳ một tập đoàn nào hoặc bắt tay với tập đoàn Cybernet ngay bây giờ để chúng ta nhanh chóng đạt được ước mơ của mình, tự do tài chính, tự do về sức khỏe, tự do về mọi mặt ở cuộc đời này các bạn nhé. Và các bạn hãy đăng ký kênh của Thủy Đỗ để Thủy Đỗ sẽ trở lại với bạn ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.